Cô chào các em. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt trong quyển sách tiếng Việt lớp 1, tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay, chúng ta sẽ học chủ đề 2, Bé và Bà, học bài số 2, làm quen với âm ô và chữ ô, thanh ngã và dấu ngã. Trước khi bước vào bài học, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết nội dung bức tranh gồm những ai, họ đang làm gì và trong tranh còn có những gì. À, quan sát tranh cô thấy trong tranh có ba bà cháu đang nấu ăn, chuẩn bị mâm cỗ. Trong tranh còn có cái tô, cá rô, cá hố, cái rổ. Bạn trai này đang cầm một cái đĩa. Trên cái đĩa có một cái nĩa và một cái muỗng. Cô có các tiếng, các từ mới liên quan đến bức tranh này. Đó là tiếng tô, tiếng cổ, tiếng rổ, đĩa, nĩa, muỗng, từ cá rô, cá hố. Cô thấy tiếng tô, tiếng cổ, tiếng rổ, tiếng rô, tiếng hố đều có chứa âm ô. Cô sẽ tô âm ô có màu đỏ lên để các em dễ nhìn nhé. Các em đọc theo cô nào. Tô, cổ, rổ, rô, hố. Cô còn tìm được các tiếng có mang thanh ngã và dấu ngã. Đó là tiếng cổ, tiếng đĩa, tiếng nĩa và tiếng muỗng. Cô sẽ tô dấu ngã có màu đỏ lên. Các em hãy đọc lại cùng cô nào. Cổ, đĩa, nĩa, muỗng. Cô xin giới thiệu với các em. Đây là âm ô và chữ ô. Đây là thanh ngã và dấu ngã. Đây là chữ ô in hoa. Đây là chữ ô in thường. Đây là chữ ô viết hoa. Đây là chữ ô viết thường. Chúng ta cùng đọc lại nào. Ô, 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 ô. Tiếp theo, ở đây là hình ảnh một cô giáo. Ở đây là hình ảnh bà và bé đang dọn mâm cỗ. Cô có tiếng cô và tiếng cổ. Các em hãy đọc theo cô nào. Cô, cổ, cô, cổ. Tiếng cô gồm có âm cờ đứng trước, âm ô đứng sau. Tiếng cô đánh vần là cờ, ô, cô, cô, cờ, ô, cô, cô, cờ, ô, cô, cô. Tiếng cổ gồm có âm cờ đứng trước, âm ô đứng sau và dấu ngã đặt trên ô. Tiếng cổ đánh vần là cờ, ô, cô, ngã, cổ, cổ, cờ, ô, cô, ngã, cổ, cổ, cờ, ô, cô, ngã, cổ, cổ. Như vậy, chúng ta vừa được học làm quen với âm ô và chữ ô, thanh ngã và dấu ngã. Các em à, các em hãy tìm cho cô ba tiếng có chứa âm ô ở ngoài bài học này nhé. À, cô tìm được thêm ba tiếng có âm ô ở ngoài bài, ví dụ như tiếng nhổ, tiếng tổ, tiếng hồ. Còn rất nhiều tiếng khác có chứa âm ô. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô nhé. Tương tự như vậy, cô tìm thêm ba tiếng có mang thanh ngã. Ví dụ như tiếng sữa,
tiếng gỗ, tiếng võng. Và còn rất nhiều tiếng khác có chứa thanh ngã. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô nhé. Tiếp theo, cô sẽ chuyển sang phần tập viết. Bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tập viết chữ ô, tiếng cổ và số 7. Các em hãy lấy vở có kẻ ô ly và cây bút chì ra, nhìn lên màn hình, xem người ta hướng dẫn cách viết. Rồi sau đó, các em hãy viết phần tập viết này vào vở cho cô nhé. Bắt đầu nào! Thank you.
em đã viết bài xong chưa nào? À, rất tốt. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Các em hãy lật sang trang 23, quan sát hình ảnh này và cho cô biết các em thấy những gì. À, quan sát hình cô thấy, trong hình có một cái ô, cái cổ của một người nam thanh niên và một ông bố đang bế một bé gái. Cô tìm được các tiếng thể hiện nội dung các hình này, đó là tiếng ô, tiếng cổ, tiếng bố. Tất cả các tiếng này đều có chứa âm ô. Cô sẽ tô âm ô có màu đỏ lên. Các em hãy đọc theo cô nào. Ô, cổ, bố. Quan sát cô thấy, tiếng ô có chứa âm ô. Tiếng cổ có âm cờ đứng trước, âm ô đứng sau và dấu hỏi đặt trên ô. Tiếng cổ cô sẽ đánh vần là cờ, ô, cô, hỏi, cổ, cổ. Tiếng bố có âm bờ đứng trước, âm ô đứng sau và dấu sắc đặt trên ô. Tiếng bố cô sẽ đánh vần là bờ, ô, bô, sắc, bố, bố. Tiếp theo, các em hãy nhìn câu văn này, đánh vần, rồi sau đó đọc trên lại cho cô nhé. Bây giờ, các em hãy đánh vần và đọc trên cùng cô nào. Bờ, A, Ba, Huyền, Ba. Cờ, O, Co, Sắc, Có. Cờ, ô, cô, ngã, cổ. Bà, có, cổ. Tiếp theo, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh có những gì. À, quan sát tranh cô thấy, trong tranh có hai bạn nhỏ, vừa hát, vừa tập lái xe hơi. Xe hơi còn được gọi là ô tô nhé các em. Cô có từ ô tô. Các em đọc theo cô nào. Ô, tô, ô, tô, ô, tô. Trong từ ô tô, tiếng ô và tiếng tô đều có chứa âm ô. Cô có một bài hát, đó là bài Em tập lái ô tô. Bây giờ, các em hãy nghe cô hát và hát theo cô nhé. Bi bò, bi bò, em tập lái ô tô. Bi bò, bi bò, sau này em lớn, em lái xe đón cô. Bi bò, bi bò, em tập lái ô tô. Bi bò, bi bò, sau này em lớn, em lái xe đón cô. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hẹn gặp lại các em vào các bài học tiếp theo. Cô chúc các em luôn học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô nhé. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!